Các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế Honda Giono 2020 về Việt Nam. Cái dòng tay ga nhỏ gọn tiêu thụ 1,25 lít trên 100 km. Giono, một mẫu tay ga nội địa Nhật Bản, có khối lượng 81 kg. Ứng dụng cho mình cái động cơ 50cc, tích hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời. Một cửa hàng bán xe máy tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa mang về một cái mẫu xe ga nhỏ gọn Honda Giono. Nhìn tổng thể ta thấy cái chiếc xe này có một kiểu dáng thời trang với những cái đường nét uốn lượn mềm mại. Nhìn từ phía trước, chiếc xe nó bọc với cái dải đường viền hình chữ U màu đỏ ôm trọn chiếm xe. Phía trên là cái cụm đèn chiếu sáng được làm rồi ra. Hai bên là cái cụm báo rẽ với thiết kế nhỏ gọn. Xe có khối lượng chỉ 81 kg. Honda trang bị cho Giono hệ thống phanh đùm ở trước. Cái mâm xe có một thiết kế 10 inch, bánh trước sau là 80/100. Thiết kế trẻ trung năng động của cái chiếc Honda Giono 2020 dễ dàng nhận thấy với những họa tiết chấm bì dọc theo xe. Cái cụm đồng hồ cũng được làm đầy cái màu sắc và chỉ hiển thị những thông số cơ bản như tốc độ, auto, lượng xăng còn lại vân. Mặc dù là một mẫu xe chỉ có 50cc nhưng Honda vẫn tích hợp cho cái chiếc Giono hệ thống là tạm dừng động cơ tạm thời. Nhờ có hệ thống này mà chiếc xe có thể tiêu thụ nhiên liệu rất là tốt, 1,25 lít trên 100 km khi cần di chuyển. Nhắm đến người dùng ở dụng để di chuyển trong đô thị, Honda Giono còn được trang bị rất nhiều cái hốc chứa đồ với những thể tích vừa phải. Phía trước có một cái hốc chứa đồ ở bên phải và một cái hốc chứa đồ kính bên trái. Xe không được trang bị chìa khóa thông minh smart key. Cái chiếc xe này là một trong những dòng tay ga có cái sàn để chân rộng nhất. Người lái có thể để được cả một thùng cặp tông nhỏ ở khu vực này mà vẫn thoải mái để chân. Đây cũng là một điều thú vị, cũng vị trí nắp xăng của xe. Bên xăng của cái chiếc Giono thì có một dung tích vừa phải 4,5 lít. Vị trí cái mẫu xe đô thị nên yên của cái chiếc Giono cũng rất là thấp. Không chỉ để chở thêm người phía sau, cái chiều cao yên rơi khoảng là 720mm, phù hợp hầu hết với người tiêu dùng Việt. Nhờ có cái thiết kế nắp bình xăng để dưới sàn để chừng nên hốc chứa đồ ở bên dưới yên tương đối rộng rãi. Dung tích hốc chứa đồ là 20 lít, có thể chứa được vừa một cái mỉm là 3/4 đầu loại lớn. Cái chiếc Giono 2020 trang bị có động cơ là 49cc, làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này tạo ra công suất là 4,4 mã lực, tại vùng tua là 8.000 vòng trên phút. Mô-men xoắn cực đại 4,1 cm, tại vùng tua 6.000 vòng trên phút. Tỷ lệ nén của xe cũng rất cao, lên tới 12/1. Thiết kế đuôi xe nhìn rất xinh xắn, với đèn hậu được làm nhô ra và bao quanh bởi những cái đường viền chrome sáng bóng. Cái cặp đèn báo rẽ phía sau có thiết kế tương tự phía trước. Tất cả hệ thống đèn trên xe đều dùng bóng halogen truyền thống. Với một cái kiểu dáng nhỏ gọn cùng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Honda Giono 2020 là mẫu xe thích hợp cho những học sinh cấp 3, người nội trợ vân đi lại hàng ngày. Bù lại, xe không chở được người ngồi phía sau do phần yên được làm khá ngắn và không có cái bệ tì tai. Tất nhiên, một cái chiếc xe nhập khẩu đến Nhật Bản thì có mức giá thì cũng không hề rẻ. Em ấy trên 70 triệu đồng, ngang bằng với những dòng tay ga thời trang cao cấp ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, tiếp nhớ like, subscribe.